Chương trình này được bảo trợ bởi Yahoo Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Estiva. Các thành viên của Estiva đang có được 50 đồng tiền đi chợ hàng tháng. Hãy gọi 866-610-0655 để lấy thêm chi tiết. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Việt Face Tonight cùng với Anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Chúng tôi kính mời quý vị cùng bước vào bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ Năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi. Tổng thống Putin xin lỗi Thủ tướng Israel về phát biểu của Ngoại trưởng Nga. Sản lượng của công nhân Hoa Kỳ giảm 7.5% trong quý đầu tiên, là mức giảm nhiều nhất trong 75 năm. Tòa Bạch Ốc bổ nhiệm tân thư ký báo chí Karine Jean-Pierre. Trường hợp nhiễm COVID-19 tăng vọt ở các tiểu bang Đông Bắc và Tây Bắc Hoa Kỳ. Hơn 500kg cocaine được tìm thấy trong vụ giao cà phê cho Nespresso. Tổng thống Biden tiếp đón đệ nhất phu nhân Mexico trong ngày lễ Cinco de Mayo. Amazon đóng cửa một số các chợ Whole Foods ở nhiều địa phương. Kohl's và Walmart phải trả 5.5 triệu Mỹ Kim cho các cáo buộc về quảng cáo sản phẩm tre. Hai trận lốc xoáy tấn công vào các thị trấn ở hai tiểu bang Oklahoma và Texas. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ được bắt đầu với anh Dũng. Liên quan đến bản tin, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov trong những ngày trước đã lên tiếng bình luận cho rằng ông Hitler có gốc Do Thái. Thì ngày hôm nay, thưa quý vị, một số các bản tin từ CNN cho biết rằng Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã gửi lời xin lỗi về những bình luận mà Ngoại trưởng Sergei Lavrov đưa ra liên quan đến vấn đề này với Thủ tướng Do Thái là ông Naftali Bennett. Đây là một tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Bennett. Tuyên bố vào ngày thứ Năm đã cho biết là Thủ tướng Do Thái đã chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Putin về nhận xét của ông Lavrov và cảm ơn là ông ấy đã làm rõ thái độ của Tổng thống đối với người dân Do Thái và ký ức về vụ thảm sát Holocaust. Một cuộc khẩu chiến gay gắt đã nổ ra giữa hai quốc gia sau khi Ngoại trưởng Lavrov tìm cách biện minh cho mục tiêu đã tuyên bố của Moscow là phi phát xít hóa Ukraine, một mô tả vô căn cứ về đất nước do một tổng thống Do Thái lãnh đạo, bằng cách tuyên bố Adolf Hitler mang dòng máu Do Thái và rằng những người bài Do Thái hăng say nhất thường là những người gốc Do Thái. Đại sứ Nga tại Israel sau đó đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Israel để đàm phán. Thủ tướng Bennett đã gọi những lời khẳng định này là dối trá và Ngoại trưởng Israel, ông Yair Lapid, đã mô tả chúng là không thể tha thứ được và quá thái quá. Văn phòng của Tổng thống Putin trước đó đã phát đi bản đọc lại cuộc điện đàm, trong đó thì không đề cập đến lời xin lỗi hay bình luận của Ngoại trưởng Lavrov. Phóng viên của đài CNN đã đặt câu hỏi với phát ngôn viên của Tổng thống Putin là liệu Tổng thống Nga có xin lỗi Thủ tướng Bennett hay không. Các bài phát biểu từ Moscow và Jerusalem phần lớn phù hợp với các chủ đề khác mà hai nhà lãnh đạo đã nói đến trong cuộc điện đàm đánh dấu ngày độc lập của Israel. Tài khoản của Nga về cuộc gọi cho biết là một số các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày 9 tháng 5 đối với người dân Nga và Israel và ngày này để kỷ niệm ngày chiến thắng tại Nga là một ngày trọng đại đối với cả người dân của hai nước Nga và Israel. Kế đến là bản tin về vấn đề kinh tế. Sản lượng của công nhân Hoa Kỳ đã giảm tới 7.5% trong quý đầu tiên năm nay, là mức giảm cao nhất trong năm 75 năm qua, thưa quý vị. Cục Thống kê Lao động báo cáo hôm thứ Năm rằng năng suất của người lao động Mỹ đã giảm xuống bắt đầu từ năm 2022 với tốc độ nhanh nhất trong gần 75 năm qua, trong khi chi phí lao động tăng vọt vì Hoa Kỳ phải vật lộn với các trường hợp bệnh COVID gia tăng. Năng suất phi công nghiệp là một thước đo sản lượng dựa trên số giờ làm việc đã giảm 7.5% từ tháng Giêng cho đến tháng 3, là mức giảm lớn nhất kể từ quý thứ 3 của năm 1947. Đồng thời, chi phí lao động đơn vị tăng vọt 11.6%, đưa mức tăng trong 4 quý qua lên tới 7.2%, cũng là mức tăng lớn nhất kể từ quý 3 của năm 1982. Chỉ số tính toán mức lương mà người sử dụng lao động phải trả cho nhân viên trên một đơn vị sản lượng, phố Wall đã đoán là mức sụt giảm là 5.2% năng suất và mức tăng là 10.5% chi phí lao động.
Trên cơ sở 4 quý thì năng suất giảm 0.6% là mức giảm lớn nhất kể từ quý 4 năm 1993. Và dữ liệu năng suất phản ánh một quý trong đó có nhiều yếu tố đã hội tụ để gây ra sự suy giảm 1.4% trong tốc độ tăng trưởng kinh tế được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội hoặc là GDP. Tổng hợp lại thì các dữ liệu này nhấn mạnh đến sự gia tăng lạm phát ở Mỹ, nơi đã chứng kiến giá cả tăng ở mức nhanh nhất trong hơn 40 năm. Các giới chức Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ Tư đã thông báo họ sẽ tăng lãi suất lên 0.5% như là một phần của nỗ lực liên tục nhằm kiểm soát lạm phát. Một bản báo cáo riêng của Bộ Lao động hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin thất nghiệp đã tăng lên 200.000 trong tuần lễ kết thúc ngày 30 tháng 4, tăng 19.000 so với tuần trước đó và cao hơn ước tính của Dow Jones là khoảng 182.000. Các trường hợp bệnh COVID gia tăng, lạm phát tăng nhanh chóng và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã làm suy yếu hoạt động, mặc dù hầu hết các kinh tế gia đều mong đợi tăng trưởng sẽ phục hồi vào cuối năm nay. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là John Powell cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc họp hôm thứ Tư rằng ông vẫn nhìn thấy Hoa Kỳ ở một vị trí vững chắc, mặc dù lạm phát phải được kiểm soát nếu như sự phục hồi kinh tế tiếp tục. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, bà Karine Jean-Pierre được bổ nhiệm làm tân thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, thay thế cho bà Jen Psaki, người sẽ rời vai trò này vào cuối tháng 5. Bà Jean-Pierre hiện là phó thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, sẽ trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên và cũng là người trong cái cộng đồng đồng tính luyến ái LGBTQ công khai đầu tiên giữ chức vụ này. Ngày cuối cùng của bà Jen Psaki tại chức sẽ là ngày 13 tây tháng 5. Bà Jen Psaki, một gương mặt nổi bật trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden kể từ ngày đầu tiên ông nhậm chức, được cho là đang thương lượng với đài truyền hình cable MSNBC để mà có một chương trình riêng của bà trên kênh truyền hình này. Sự ra đi của bà diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden đang suy yếu với tỷ lệ thăm dò dư luận, trong bối cảnh lạm phát gia tăng và cũng như là đảng Dân Chủ đối mặt với những khó khăn lớn để mà duy trì lại quyền lực ở lưỡng viện quốc hội. Trước khi làm việc cho Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Biden, bà Karine Jean-Pierre là giám đốc phụ trách các vấn đề công cộng của tổ chức cánh tả MoveOn.org và cũng như là một nhà phân tích chính trị thường xuyên xuất hiện ở trên đài truyền hình NBC và MSNBC. Bà cũng từng làm giám đốc chính trị cho một khu vực tại văn phòng của Tòa Bạch Ốc dưới thời của Tổng thống Barack Obama, cũng như là phó giám đốc của các tiểu bang chiến địa trong kỳ tái ứng cử hay là tái tranh cử của liên danh Obama-Biden vào năm 2012. Bà Karine Jean-Pierre nói, đây là một khoảnh khắc lịch sử, một điều mà tôi phải ghi nhận, và đây là một ngày đầy cảm xúc đối với tôi. Tôi gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Biden và cũng như là người tiền nhiệm và mà tôi gọi là một người bạn và cũng như là một cái người cố vấn lâu năm. Đây là một vinh dự cũng như là một đặc ân khi được đứng trước cái bục này để mà làm người phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Các chuyên gia y tế đã vừa lên tiếng cảnh báo rằng một số các trường hợp COVID hiện nay đang gia tăng lên ở nhiều tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ. Tỷ lệ COVID ở khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ đang đạt một mức cao nhất trong vòng 3 tháng vừa qua. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế này cũng đã cảnh báo là khu vực các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ cũng có thể sẽ đón nhận một làn sóng mới về lây lan COVID-19 vào mùa hè tới đây. Một nghiên cứu từ Nam Phi cho thấy là hai trong số các loại biến thể Omicron mới có thể tránh được các kháng thể từ các bệnh tiêm nhiễm và đồng thời tránh cả được các mũi chích ngừa trước đó. Theo các con số thì có khoảng 62.500 trường hợp mới nhiễm mỗi ngày trong tuần trước, nó tăng 46% so với 43.000 so với hai tuần trước đó. Ở các tiểu bang vùng Đông Bắc thì Maine là tiểu bang chứng kiến một bước nhảy vọt lớn nhất với tỷ lệ mắc bệnh mới là 47.5 trường hợp trên 100.000 người, tức là con số này gần gấp đôi con số của hai tuần trước đó. Ở tại Rhode Island và Vermont thì có tỷ lệ trường hợp nhiễm cao nhất, lần lượt là 50.1 và 49.9 trường hợp nhiễm mới trên 100.000 dân. Sang qua bờ Tây của Hoa Kỳ, khu vực Tây Bắc của Thái Bình Dương, thì tiểu bang Washington đã báo cáo là có 33.4 trường hợp nhiễm mới trên 100.000 người dân,
tăng so với 29.8 vào 2 tuần trước đây. Số trường hợp nhiễm mới dưới 10 trường hợp ở trên 100.000 người ở hiện diện ở 22 tiểu bang khác tại Hoa Kỳ, bao gồm Arizona và Oklahoma, nơi mà các tỷ lệ lần lượt đã giảm xuống còn 4.6 và 5.2 trường hợp mới trên 100.000 người. Liên quan đến kiểm tra thực tế thì người ta đã cảnh báo trước đây các dữ liệu về những trường hợp mới ngày càng kém tin cậy hơn vì các cơ sở hạ tầng kiểm tra công khai đã tiếp tục ngưng hoạt động và các kết quả kiểm tra tại nhà ít có khả năng được báo cáo cho các quan chức. Do đó mà con số có thể là những cái con số không đúng với con số ở thực tế. Tuy nhiên, các con số này vẫn có thể cung cấp một cái nhìn chung cho các xu hướng rộng rãi của COVID-19 đang lây lan ở tại các tiểu bang. Những gì mà người ta đang nói đến là trong các trường hợp hiện đang tăng lên ở các tiểu bang miền Bắc, thì các tiểu bang miền Nam cũng cần phải chuẩn bị cho một khả năng là vào mùa hè tới đây sẽ có một số các trường hợp gia tăng viêm nhiễm COVID-19. Cựu điều phối viên phản ứng coronavirus của Tòa Bạch Ốc là Deborah Birx đã cho biết trong tuần này. Bản tin kế tiếp liên quan đến thuốc viện, thưa quý vị, có tới hơn 500kg cocaine đã được tìm thấy trong một vụ giao cà phê cho Nespresso. Hơn 500kg cocaine ước tính trị giá thị trường là 50 triệu franc Thụy Sĩ hoặc là 50.65 triệu Mỹ Kim đã được tìm thấy trong một thùng chứa các túi hạt cà phê cho nhà máy Nespresso của Nestle ở Romont, miền Tây Thụy Sĩ, là theo lời cảnh sát của tiểu bang cho biết hôm thứ Năm. Cảnh sát đã được Nespresso thông báo tối hôm thứ Hai rằng các nhân viên đã tìm thấy một chất màu trắng không được xác định, trong khi dỡ những túi hạt cà phê vừa được chuyển đến từ Brazil. Các phân tích cho thấy chất này là cocaine. Chất được đề cập không tiếp xúc với bất cứ một sản phẩm hoặc là dụng cụ thiết bị sản xuất nào được sử dụng để tạo ra sản phẩm cà phê của chúng tôi. Đó là theo lời của phát ngôn viên của Nespresso cho biết trong một tuyên bố gửi bằng email. Nhà sản xuất viên nén cà phê Nespresso phục vụ một lần cho biết rằng vì cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành cho nên chúng tôi không thể nào chia sẻ thêm chi tiết. Nhưng chúng tôi muốn trấn an người tiêu dùng rằng tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều an toàn để tiêu dùng. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Tổng thống Joe Biden đã đánh dấu ngày Cinco de Mayo bằng cách là vinh danh những ảnh hưởng tích cực mà cộng đồng người Mỹ gốc Mễ cũng như là những cộng đồng nhập cư khác đã cống hiến cho Hoa Kỳ khi mà ông cũng như là đệ nhất phu nhân Joe Biden đã tổ chức một buổi tiệc liên hoan tại Tòa Bạch Ốc với đệ nhất phu nhân của Mexico là vị khách mời danh dự. Bà Beatriz Gutierrez Müller, phu nhân của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, đã cùng với ông Biden và cũng như là tiến sĩ Joe Biden tham dự buổi tiệc chiêu đãi được tổ chức ở tại Vườn Hồng. Và những chiếc bàn mà quý vị sẽ xem là được phủ màu cam, xanh lam, xanh lá chanh cũng như là những màu tiệc khác trong ngày lễ Cinco de Mayo. Tổng thống kêu gọi các nhà lập pháp của Mỹ phải thông qua luật nhập cư mà ông đã gửi đến Quốc hội trong tuần đầu tiên mà ông nhậm chức. Mà hiện nay luật này vẫn còn đang bị đình trệ ở tại Quốc hội. Ông Biden nói rằng là nếu luật đó không được thông qua thì các sáng kiến hay là các đề nghị nhỏ hơn vẫn có thể được thực hiện với sự ủng hộ của lưỡng đảng, bao gồm việc bảo vệ những người được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn là trẻ con dưới 18 tuổi. Khoảng 100 người đã đến tham dự và đã được chiêu đãi những thức ăn bằng như là tacos, như là empanada, ceviche, những món hầu hết là những món được phổ biến và cũng như là những món mà nhiều người biết đến là những thức ăn của cộng đồng người Mỹ Tây Cơ. Ngoài ra thì họ cũng uống những loại rượu như là margarita và những loại bia do Mexico sản xuất. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày Cinco de Mayo là ngày đánh dấu chiến thắng của Mexico vào ngày 5 tháng 5 trước quân đội Pháp và nơi binh lính Mexico đã đẩy lùi được lực lượng của Napoleon Đệ Tam, mặc dù rằng là quân đội Pháp đông hơn rất nhiều. Cinco de Mayo đã trở nên rất là phổ biến ở Hoa Kỳ hơn là Mexico. Nó mang đến cho người Mỹ gốc Mexico cơ hội để mà kỷ niệm di sản của họ. Nhưng ngày này cũng được các công ty bia và đồ ăn nhẹ quảng bá cho mục đích thương mại. Chuỗi cửa hàng Whole Foods của Amazon đã vượt
công bố là họ sẽ đóng một số các cửa tiệm ở một số các khu vực. Các cửa hàng bị ảnh hưởng nằm ở các thành phố Montgomery và Mobile ở tiểu bang Alabama, Tazana ở tại California, vùng lân cận Englewood và DePaul của Chicago thuộc tiểu bang Illinois và thành phố Brookline ở tại tiểu bang Massachusetts. Địa điểm Englewood dự kiến sẽ đóng cửa trong những tháng tới, trong khi 5 cửa hàng khác dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Phát ngôn viên của hệ thống Whole Foods nói với Fox Business, khi chúng tôi tiếp tục định vị Whole Foods Market để đạt được thành công lâu dài, thì chúng tôi đã phải thường xuyên đánh giá về hiệu quả hoạt động cũng như là các tiềm năng tăng trưởng của từng cửa hàng, và chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là phải đóng 6 cửa hàng trong chuỗi cửa tiệm của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng để hỗ trợ các thành viên trong nhóm bị ảnh hưởng thông qua một quá trình chuyển đổi và hy vọng rằng tất cả các thành viên trong nhóm đủ điều kiện sẽ tìm thấy các vị trí ở các địa điểm khác của chúng tôi. Phát ngôn viên này đã từ chối tiết lộ tổng số nhân viên của 6 cửa tiệm Whole Foods bị đóng cửa là khoảng bao nhiêu người. Người ta biết là công ty này có hơn 530 cửa hàng Whole Foods trên toàn quốc. Trong khi đó, thì thị trưởng của Chicago, bà Lori Lightfoot, thì cho biết việc mà chuỗi cửa hàng này đóng cửa là một việc làm đáng thất vọng và chính quyền của bà sẽ làm tất cả mọi việc có thể làm được để có thể tái sử dụng các địa điểm này theo một cách để có thể tiếp tục phục vụ cộng đồng và hỗ trợ các doanh nghiệp ở chung quanh. Hành động này diễn ra khoảng 2 tháng sau khi đại công ty Amazon công bố về kế hoạch đóng cửa các cửa hàng sách của Amazon, cửa hàng pop-up và cửa hàng 4 sao của họ. Vào thời điểm đó, thì đại công ty này cho biết việc đóng cửa là một phần nằm trong nỗ lực tập trung nhiều hơn vào các cửa hàng Whole Foods Market, họ để tái cơ cấu lại chuỗi cửa hàng này và các cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng Amazon Fresh, Amazon Go và Amazon Style, cũng như là công nghệ không cần thu ngân Just Walk Out. Đó là một cái hình thức để họ có thể tái phối trí lại và sắp xếp lại các công việc cho chuỗi cửa hàng lên đến 530 tiệm của mình. Kế đến cũng liên quan đến các cửa hàng, thưa quý vị, cửa hàng Kohl's và chuỗi tiệm Walmart sẽ phải trả tổng cộng là 5.5 triệu Mỹ Kim vì những cáo buộc về quảng cáo sản phẩm tre không đúng sự thật. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng công ty Kohl's Corp và Walmart Inc. đã đồng ý phải trả khoản tiền phạt tổng cộng là 5.5 triệu Mỹ Kim tổng hợp để giải quyết những cáo buộc mà họ đã lừa dối trong việc quảng cáo các sản phẩm làm bằng tre hoặc tiếng Anh là bamboo. Nhưng thay vào đó, những sản phẩm này đã dùng những vật liệu khác. Một tuyên bố của Bộ Thương mại Liên bang và Ủy ban của Hoa Kỳ cho biết Kohl's sẽ phải trả 2.5 triệu Mỹ Kim, còn Walmart sẽ phải trả 3 triệu sau khi nhà chức trách của Hoa Kỳ cáo buộc rằng hai công ty này đã quảng cáo những sản phẩm làm bằng tre để bán cho người tiêu dùng, trong khi các sản phẩm đó thực sự chỉ được làm bằng rayon và không hề chứa sợi tre. Rayon là một loại nhân tạo, tức là không có chất tự nhiên nào. Và nếu mà làm bằng sản phẩm tre hoặc là chất thiên nhiên thì thường thường giá đắt hơn. Nhưng mà những người quan tâm đến môi trường họ chọn để họ mua. Cho nên nếu đây là một cái quảng cáo không đúng sự thật thì số tiền phạt này đã được công bố và hai công ty sẽ phải trả. Và đây cũng là những bài học cho tất cả những công ty muốn quảng cáo những sản phẩm mà không biết rõ nguồn hoặc là biết là nguồn không đúng mà vẫn quảng cáo. Thưa quý vị, thành phố Seminole tại Oklahoma đã bị tàn phá bởi hai cơn lốc xoáy trong 3 ngày vừa qua, bao gồm nhiều cơn lốc xoáy vào tối thứ Tư, dẫn đến thiệt hại lớn về vấn đề cấu trúc và cũng như là mất điện trong thành phố này. Thành phố Seminole nằm cách thành phố Oklahoma City khoảng 60 dặm về phía đông nam, lần đầu tiên bị ảnh hưởng bởi một cơn lốc xoáy vào khoảng 7:53 tối ngày thứ Hai trong tuần, dẫn đến nhiều tòa nhà bị sập xuống trong khu vực có dân số chỉ hơn 7.000 cư dân. Hai đêm sau, thành phố trở nên cố thủ trong thời tiết khắc nghiệt một lần nữa khi mà hai trận lốc xoáy khác tấn công vào khu vực này. Trận đầu tiên xảy ra vào khoảng 6:46 chiều theo cũng giờ địa phương, với hậu quả cơn lốc xoáy ngay lập tức vào trung tâm của thành phố. Các báo cáo về thiệt hại trong vòng 1 giờ sau cơn bão có đề cập đến đường dây điện bị sập, mái nhà và cơ sở kinh doanh bị tốc mái, và một tháp phát thanh địa phương bị bẻ cong.
một nhóm cư dân đã nói chuyện với đài phát thanh KOCO 5 ở thành phố Oklahoma, nói rằng là mái nhà của họ cũng như là mái nhà của cửa hàng ô tô của nhà họ đều đã bị thổi bay. Và thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Face tonight của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn quý vị lại vào chương trình của tối ngày mai. Chương trình này được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Estiva, các thành viên của Estiva đang có được 50 đồng tiền đi chợ hàng tháng. Hãy gọi 866-610-0655 để lấy thêm chi tiết. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gia Hưng Karaoke, doanh nghiệp cung cấp thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ, tổng đại lý phân phối sản phẩm Mango Taiwan và BAK Japan, loa karaoke Mango âm thanh hay, bền đẹp, công nghệ Mỹ, cục đẩy Mango bền bỉ, mạnh mẽ, công nghệ Mỹ, microphone Mango chống hú, giọng ca ngọt ngào, công nghệ Mỹ, Tamon M1 vang số cao cấp hàng đầu, bảo hành chính hãng 2 năm. Gia Hưng Karaoke, tọa lạc tại 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida, điện thoại 407-704-6970, 407-704-6970. Quý hội viên trong chương trình bảo hiểm Medicare, Medicare của Asiva đang nhận được tiền đi chợ 50 Mỹ Kim mỗi tháng. Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc 866-610-0655. 866-610-0655. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lợi thấp nhất và lệ phí nhẹ nhàng nhất. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.